Chào các bạn, mình đang ở cái sự kiện lái thử xe VinFast Evo 200 bởi vì hôm nay là cái ngày mà VinFast bàn giao những cái xe điện đầu tiên. Trong đoạn video ngắn này mình sẽ giới thiệu và trên tay nhanh về cái xe điện khá là đặc biệt này của VinFast. Nói đặc biệt vì sao? Bởi vì ở đây là cái xe điện mà người ta bán theo hình thức thuê bao, tức là giống như những cái xe VF8 hay VF9. Và thêm nữa thì nó dùng cái công nghệ pin mới để giúp cho cái quãng đường mà nó đi được là lên tới 200 cây số trước khi chúng ta phải sạc lại. Rồi thì trước mặt anh em đây đang là bốn cái phiên bản màu sắc của Evo 200. Ngoài ra thì còn một cái phiên bản màu vàng nữa, cũng rất là cá tính và rất là trẻ trung. Thì mình thấy là có lẽ là VinFast hướng tới những cái đối tượng là người trẻ và sinh viên, cho nên là chúng ta thấy là Evo 200 nó có một cái thiết kế rất là trẻ trung, rất là năng động, đúng không? Tuy nhiên thì trong cái bài phát biểu của VinFast sáng nay thì họ nói là cái thiết kế của Evo 200 này nó nhỏ và nó vừa vặn dành cho số đông người dùng Việt Nam. Tức là trong một gia đình thì kể cả người lớn tuổi hay là cha mẹ hay là thậm chí là những người học sinh, sinh viên thì cũng có thể là sử dụng cái xe này và họ có thể dễ dàng vận hành nó mà không gặp khó khăn hay là vướng mắc gì về kích thước cũng như là về những cái tính năng hay những cái trang bị của xe. Về thiết kế thì chúng ta thấy là Evo 200 nó có một thiết kế khá là tròn trịnh, khá là đáng yêu, đúng không? Ngay ở cái phần đèn phía trước này thì anh em thấy là nó cũng là một hình tròn. Đây là cái đèn tín hiệu và ở phía giữa chúng ta có một cái đèn projector ở giữa này. Tất cả những cái đèn xi nhan, đèn phanh, đèn tín hiệu ở trên VinFast Evo 200 là đèn LED hết, tức là chúng ta có một công nghệ full LED. Cái phiên bản này là màu đen nhám này và anh em thấy là sau một buổi chiều mưa thì có những cái giọt nước mưa đọng lại, nó tạo thành một cái màu và một cái thể hiện rất là đẹp, đúng không? Chúng ta thấy là cái thiết kế của Evo 200 này nó không quá to, không quá cồng kềnh như là những cái Felix của VinFast ấy, mà nó rất là nhỏ nhắn và mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với lại hầu hết những người dùng tại Việt Nam. Đây là cái bảng điều khiển của VinFast Evo 200 này. Đó, thì chúng ta thấy là nó có một cái logo chữ V ở giữa cũng như là cái đồng hồ tốc độ rất là to ở đây. Xe có hai chế độ là Eco hoặc là Sport. Trước tiên thì mình sẽ mở cái cốp lên cho anh em xem nha. Đây là cái cốp của Evo 200, nó khá là lớn. Mình nghĩ là sẽ để vừa được cái mũ bảo hiểm này, hai cái nha. Và đây là cái củ sạc 400W. Đó. Khi mua sẽ được tặng kèm cái bộ sạc pin này để sạc tại nhà. Về cái thông số thì Evo 200 là cái xe sử dụng pin công nghệ LFP, tức là cái công nghệ pin mới mà theo VinFast nói thì cái công nghệ pin này nó sẽ giúp cho cái tuổi thọ của pin cao hơn là cái pin li-ion thông thường mà chúng ta gặp ở trên những cái xe điện hiện nay. Ngoài ra thì cái pin LFP này nó cũng nhẹ hơn và nó cũng có những cái công nghệ tiên tiến khác so với lại cái công nghệ pin hiện tại. Và bằng chứng là cái Evo 200 này nó có thể đi được tới 205 cây cho một lần sạc. Đó là cái quãng đường tối ưu, nhưng mà anh em sẽ thấy là nó rất là ấn tượng, đúng không? Sáng nay họ có nói thì tại cái đường hỗn hợp mà họ thử nghiệm tại Hà Nội, quãng đường của xe sẽ là 145 cây trước khi phải sạc lại. Phiên bản tiêu chuẩn thì cái tốc độ tối đa của nó là 70 cây số một giờ. Ngoài ra thì Evo 200 có phiên bản Evo 200 Lite, tức là cái phiên bản dành cho học sinh sinh viên á, thì cái phiên bản này nó sẽ có tốc độ tối đa là 45 cây số một giờ mà thôi. Đó, tức là Evo 200 sẽ có hai phiên bản, phiên bản thường và phiên bản Lite. Evo 200 sẽ có giá là 22 triệu không kèm pin. Nếu mà mua thêm pin thì sẽ thêm 20 triệu nữa, tức là khoảng độ 42 triệu nếu mà chúng ta mua cả pin. Còn mình nghĩ là sẽ kinh tế hơn khi mà chúng ta chọn hình thức thuê bao, bởi vì mình có đọc đấy, thì nếu mà chúng ta di chuyển ít, khoảng độ 500 cây số trong một tháng thì cái mức thuê bao pin hàng tháng chỉ khoảng độ gần 200 ngàn là thôi. Tức là một năm thì chúng ta sẽ mất khoảng độ 2 triệu cho cái việc thuê pin. Thì bù lại thì chúng ta sẽ giảm được cái giá khi mà chúng ta mua xe, cũng như là chúng ta không phải lo về cái tuổi thọ và cái độ ổn định của pin. Bởi vì nếu mà pin mà xuống dưới 70% về tuổi thọ thì VinFast sẽ bảo hành và thay mới chúng ta. Rồi đó là cơ bản về Evo 200. Nếu mà bọn mình có thời gian kỹ hơn, có thời gian nhiều hơn thì bọn mình sẽ chia sẻ thêm về cái xe này. Rồi, cảm ơn anh em.